À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì luật sư Thu sẽ trả lời cho quý vị và các bạn một số câu hỏi mà chúng tôi nhận được thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Đây là cái câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 có nội dung như thế này, quý vị và các bạn ạ. Chị ơi, bà nội em đứng tên toàn bộ đất, trước đó chia bằng miệng thôi. Ba em chết, tụi em có được hưởng thừa kế phần đó không chị? Thực ra thì một cái câu trả lời rất là bình thường là được, nếu trong trường hợp là bà nội đứng ra đứng tên toàn bộ đất mà bà nội chết chưa. Trong trường hợp này chúng ta sẽ phân thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu bà nội chia đất bằng miệng mà bà nội còn sống thì bà nội sẽ được định đoạt toàn bộ phần này. Bà bảo rằng hồi xưa bà nói nhưng mà bà không có thực hiện bằng mặt giấy tờ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nếu bà nội chia bằng miệng mà bà nội đã chết rồi, ba mình thì cũng chết rồi, thì lúc đó mình, các anh chị em sẽ được hưởng gọi là thừa kế thế vị. Thì như quý vị và các bạn biết thấy đấy, theo quy định của Bộ Luật Dân sự từ năm 1995 đến năm 2005, lại thêm một bộ luật nữa, rồi bây giờ 10 năm sau là 2015, bộ luật về thừa kế thế vị có cái nội dung không đổi. Tôi sẽ đơn cử, tôi đoán rằng trong trường hợp này là đã cũng chết thời gian cũng lâu, cho nên tôi sử dụng một cái tính chất tham khảo là bộ luật dân sự năm 2005. Thì bạn thấy đấy, cái bộ luật dân sự năm 2005 nói rằng thừa kế thế vị là như thế nào. Điều 677, trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu sẽ được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ cháu được hưởng nếu còn sống. Tôi đọc lại thêm một lần nữa nha quý vị và các bạn. Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người lại để lại di sản thì cháu sẽ được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ cháu được hưởng nếu còn sống. Nếu như trong trường hợp thứ nhất là bà nội còn sống thì bà nội sẽ được định đoạt toàn bộ phần di sản này, tôi không đề cập tới. Tuy nhiên thì tôi đặt ra cái vế thứ hai mà quý độc giả đã gửi cho tôi, đó là bà nội đã mất. Tôi giả thiết là bà nội mất năm 2000. Bà nội mất chết trước ba, và ba chết năm 2001. Thì trong trường hợp này mình sẽ được thừa kế thế vị của ba cái phần ba mình để lại. Còn nếu như trong trường hợp ngược lại, bà nội chết năm 2001 mà ba mình chết năm 2000 thì mình vẫn được một suất thừa kế bằng một suất thừa kế của những người con của bà nội. Công việc của văn phòng luật sư là để giải thích những quy định của pháp luật. Tuy nhiên chúng ta thấy đấy, có những cái dữ liệu mà quý độc giả đưa đến cho văn phòng luật sư trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, nó mang một cái tính chất bắt buộc. Trong chương trình phải có sự phân định trường hợp cụ thể này là như thế nào, trường hợp cụ thể kia là như thế kia. Vậy thì quay lại vấn đề chính của chúng ta, rằng là nếu bà nội chết để lại di sản và ba ruột của mình cũng chết thì các anh chị em sẽ được hưởng di sản thừa kế, mỗi người được một suất bằng nhau và suất này được xem là thừa kế thế vị. Để cho quý vị và các bạn rõ hơn thì tôi sẽ đơn cử một cái giới thiệu trường hợp thực tế mà văn phòng có được. Bà ngoại có tổng cộng là ba cậu, dì, hai ông cậu và dì và mẹ. Thì khi một ông cậu mất
thì con của ông cậu sẽ được hưởng phần thừa kế thế vị của đáng lẽ là cậu được hưởng. Còn cái phần của mẹ thì mẹ có tổng cộng là 5 người con, những 5 người con. Thì khi mà bà mất thì trên nguyên tắc 5 anh em con của mẹ sẽ được hưởng đúng bằng một suất thừa kế của một cái người cậu, của một cái người cậu, của một cái đứa con á, mà con cậu, tại vì cái em đó là hàng thừa kế duy nhất. Tôi xin đơn cử như vậy để quý vị và các bạn biết được rằng nếu trong trường hợp di sản của người chết để lại được chia làm 3 và hàng thừa kế thế vị có 5 người thừa kế thì 1/3 của suất thừa kế sẽ được chia thêm làm 5 phần là 1/15. Vậy thì trong trường hợp này mỗi người con của mẹ sẽ được hưởng 1/15 di sản của bà nội. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là trong video cố gắng chuyển lòng những cái thông điệp rất là cơ bản để quý vị và các bạn hiểu thêm cái vai trò của luật sư, vừa mang một tính chất là thông điệp tuyên truyền, vừa mang một tính chất giải thích những cái quy định của pháp luật, dựa vào những cái thuật ngữ bình dân và thuật ngữ nhà luật, chúng tôi kết hợp lại để trở thành một cái sản phẩm mang một tính chất như một cái câu chuyện kể nhằm phục vụ cho quý bạn đọc. Và nếu như quý bạn đọc nào có một cái nào đó mà cảm nhận rằng là luật sư ơi, luật sư nói theo cái cách này nó sẽ dễ hơn, thì hãy xin hãy có cao kiến nào đó thì xin hãy gửi comment. Hoặc nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái câu hỏi mà cần luật sư trả lời thì cũng xin hãy mạnh dạn gửi đến trên đường link để chúng tôi có dịp phục vụ quý vị và các bạn, nhân rộng cái mô hình dân ta phải biết luật ta đến cho toàn thể quý vị và các bạn, những người dân Việt Nam cần lắm những người biết luật Việt Nam. Tôi xin trân trọng cảm ơn.